phát bóng không ra lưới, điểm bóng chế độ định quán 1-0. Ban tổ chức mời anh Quốc Giang vừa mía về ban tổ chức họp đấy. Hai một. Đập bóng tốt, hai đều. Phát bóng tốt, 3-2. Phát bóng vào lưới 5-6. Ban tổ chức đề nghị anh Quốc với anh Thiên ngồi xuống. Cái đầu này nó chạy. Anh bóng chưa có lưới 6-8. Đây đây lên ăn luôn đấy. Còn xét sau nữa mà lo gì? Mười sáu.
đập bóng tốt 70. Phát bóng ra ngoài 12-8. Phát bóng tốt 13-8. Hàng 6 khởi động túi. Đập bóng tốt 9-13. Đánh bóng không có lưới. Phát bóng ra ngoài 11-14. Hàng 6 khởi động túi. Vô 12-14. 12-14. Trận đấu kết thúc tỷ số 15-12 ngay về đội Đình Quán. Một đều. 9-55. Hạnh kéo xuống hạnh. Đứng rồi, đứng rồi. Qua rồi.
4 năm. Sáu bốn. Năm sáu. Bảy năm. Sáu bảy. Hấp xuống anh Hạnh. Giữ này giữ một em ơi. Rồi đứng đây. Tám sáu. Bảy tám. Phân xa kìa. Quýnh đi. Chín bảy. Mười bảy. Tám mười. Một tám. Chết nè. Một trắng ép. Mười hai tám. Mười ba tám. Mười bốn tám. Đâu đã kết thúc.